Vâng em chào cô bác và anh chị nha Hôm nay em xin được giới thiệu đến với cô bác và anh chị Một lô đất có diện tích là ngang 10 và sâu 40 Đã rào 100% là hết đất rồi Mình có một căn nhà nhỏ xinh Thích hợp cho một gia đình nhỏ ở nha các bác Trên đất thì chủ đất đã trồng một số cây ăn trái Như xoài này, sầu riêng này đó, sầu riêng và đây mình có một cây uh, hồng xiêm đỏ nha các bác mảnh đất này thì uh, của một anh bạn trẻ anh bán để uh, lấy tiền cưới vợ <laughs> cũng là tâm huyết nha các bác đây là cây mít nha các bác đó và đây là cây ổi nói chung là trên đất này thì chỗ đất trồng hết cây ăn trái xuống rồi như đây là cây uh, ổi uh, cẩm thạch nha các bác các bác mua nô này về thì uh, mình uh, làm vườn hay là mình uh, nuôi gà nuôi vịt hay đào thêm một cái ao nhỏ thôi mình nuôi cá cũng được nha đó sẵn là nước nôi là đầy đủ nha và đây có một cái chuồng gà đây và bây giờ em sẽ di chuyển dần lên phía trên nhà quay cho các bác xem nha Đất của mình thì Chủ đất đang đưa ra cái giá là 950 triệu nha các bác Đã có số đo Trích lục đầy đủ hết rồi nha các bác Đây là khuôn viên phía trước đây Đó Phía trước nha Cây hoa hồng đây Và một cái giếng đây nha các bác Giếng khoan Và đây căn nhà phía trước của mình Mặt tiền rất là nổi Có trồng ít rau Rau sạch nha và có cộng hàng rào. Rất là đẹp luôn. Khuôn viên rất là đẹp. Vị trí đất của mình là thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, giếng khoan này. Điện nước đầy đủ nha các bác và mặt đường bê tông là 10 m. Đường mới đổ và cách đường tỉnh lộ đây là khoảng 100 m nha, ra tới đường tỉnh lộ DT725 đó, đường đi niên tỉnh đó. Là khoảng 100 m hàng quán xá đầy đủ tiện nghi là ngay mặt đường tỉnh lộ đó nha các bác đây là toàn cảnh căn nhà của mình rất là đẹp cũng đã răng đèn này rất là nặng mạng luôn một tô đất rất là nhỏ xinh nha các bác Rất cũng khá là tuyệt vời tâm huyết của một anh bạn trẻ thôi khu vực phía trước cách trường mẫu giáo trường học cấp 1 cấp 2 là chưa tới một cây số nha các bác đường đi lại rất là dễ dàng đó hàng rào rất là đẹp và phía trong nhà là đã có lát gạch hết rồi nha nó gạch nền hết rồi là mình có hai phòng này phòng khách này nhà bếp đầy đủ hết luôn rất là thoáng mát nha công trình phụ đầy đủ mua về là ở thôi nha các bác các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em giá 950 triệu có thương lượng nhẹ em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi